cách để cho người bạn yêu biết bạn chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục. Có lẽ bạn đã hẹn hò với một người nào đó trong một khoảng thời gian, hoặc bạn chỉ mới bắt đầu hẹn hò với người đó. Cho dù là như thế nào, người ấy muốn quan hệ tình dục với bạn, nhưng hiện tại bạn vẫn chưa muốn tiến xa đến mức này. Bạn cũng không muốn khiến người ấy buồn hoặc có cảm giác như bị từ chối. Một vài biện pháp có thể giúp bạn cho họ biết rằng bạn chưa sẵn sàng và tìm hiểu trước về một vài dữ liệu có thật sẽ giúp quá trình này diễn ra dễ dàng hơn. Phần 1. Quyết định chờ đợi. Một, thời điểm bạn lựa chọn để quan hệ tình dục tùy thuộc vào điều bạn muốn. Đầu tiên, bạn cần phải hiểu rõ rằng đây là quyết định cá nhân. Bạn có quyền lựa chọn thời gian, địa điểm, cách thức và người mà bạn muốn quan hệ. Nếu bạn quyết định quan hệ, bạn nên xác định và phân tích lý do của bạn. Bạn cần phải nhớ không được cố gắng làm vui lòng người khác, bất chấp bạn có thoải mái với quyết định của mình hay không. Tôn trọng nhu cầu của bản thân và đề nghị đối phương cũng phải tôn trọng nó. Quan hệ tình dục là quyết định mà cả hai bạn cần phải cùng nhau xác định. 2. Không cho phép áp lực từ phía mọi người xung quanh ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Cho dù nhóm xã hội hoặc thông điệp truyền thông của bạn có nói gì, nếu bạn muốn chờ đợi trước khi quan hệ, bạn nên tin tưởng cảm giác của mình. Biết rõ bản thân sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin và khả năng giữ vững lập trường trước áp lực từ phía mọi người. Mặc dù họ sẽ nói với bạn rằng quan hệ tình dục là chuyện bình thường, đừng tin họ, cơ thể của bạn thuộc về bạn chứ không phải họ. Vì vậy, bạn là người có quyền quyết định trong vấn đề này, không phải mọi người xung quanh. Một vài lời khuyên để chống lại áp lực từ phía mọi người xung quanh bao gồm: dành thời gian cho bạn bè cùng chí hướng khi bàn về việc quan hệ tình dục, và luôn nhớ sở hữu kế hoạch dự phòng khi gặp phải tình huống mà bạn cảm nhận được áp lực. 3. Nhận thức rõ rằng sẵn sàng xoay quanh khoảng thời gian bạn cân nhắc về việc quan hệ. Sẵn sàng không chỉ là lần đầu tiên bạn quan hệ tình dục trong cuộc sống, và nó không phải là lần đầu tiên bạn thực hiện điều này với một người cụ thể nào đó. Nó là quyết định chủ động và luôn là quyết định của bạn. Không bao giờ được quên rằng bạn có thể đổi ý khi bạn muốn. 4. Bạn nên từ từ suy nghĩ về việc lựa chọn thời điểm để quan hệ. Bạn nên nhớ bảo đảm rằng bạn đã sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn và không nên tạo áp lực cho bản thân. Quan hệ tình dục là quyết định to tát và vội vàng thực hiện nó mà không suy nghĩ kỹ, hoặc chỉ đơn giản là để làm vui lòng người khác, sẽ khiến bạn phải hối tiếc về sau. Bạn nên tin rằng quan hệ tình dục sẽ xảy đến vào thời điểm phù hợp dành riêng cho nó. Phần 2. Chuẩn bị cho cuộc trò chuyện. 1. Xác định lý do vì sao bạn vẫn chưa muốn quan hệ. Viết ra lý do của bạn trên một mẫu giấy và luyện tập nói về chúng trước gương với bạn bè hoặc với bản thân. Sau đó, khi người bạn yêu nêu lên câu hỏi, bạn sẽ có sẵn câu trả lời. Sau đây là một vài lý do bạn nên bao gồm: tránh mang thai vì lý do tôn giáo đi ngược lại niềm tin cá nhân, đảm bảo tính hợp pháp, phòng bệnh STI, bệnh viêm nhiễm lây truyền qua đường tình dục, cần nhiều sự kết nối về mặt tình cảm hơn, muốn sở hữu mối quan hệ gắn bó, bảo đảm rằng cả hai đều chỉ theo đuổi mối quan hệ một vợ một chồng, biết rõ cả hai đều không mắc bệnh STI, cần xây dựng niềm tin và sự chắc chắn, có cảm giác rằng đây không phải là thời điểm phù hợp với bạn, không muốn quan hệ với người khác. 2. Luyện tập nêu lên một vài lời đối đáp trước những điều mà người bạn yêu có thể nói để buộc bạn phải quan hệ. Nếu người ấy đưa ra lý do vì sao bạn nên quan hệ, bạn cần phải chuẩn bị sẵn lời hồi đáp. Lời nói của người ấy có thể sẽ khá thuyết phục, vì vậy bạn phải nhớ rõ lý do của bạn. Bạn nên nhớ rằng lý do của bạn là một dạng thao túng.
Lý do của họ là một dạng thao túng và cần phải được đối phó theo cách tương tự. Nếu anh ấy nói rằng, nếu em yêu anh, em sẽ làm điều này, lời phản đối tốt cho câu nói này sẽ là, nếu anh yêu em, anh sẽ không muốn em phải làm điều mà em chưa sẵn sàng để thực hiện. Nếu anh ấy nói, ai ai cũng đều làm chuyện đó, hãy đáp lại rằng, em là một phần của một số người đặc biệt và em không muốn quan hệ tình dục. Tìm hiểu câu nói phổ biến mọi người thường sử dụng để cố gắng thuyết phục đối phương quan hệ, bạn nên chuẩn bị sẵn câu trả lời để phản bác lại chúng. 3. Cần biết rằng chỉ đơn thuần không muốn quan hệ tình dục cũng là lý do khá tốt. Đang trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng trong việc quan hệ. Bạn nên lui về thế phòng thủ với quyết định của mình. Bạn không cần phải có lý do chính đáng để không muốn quan hệ tình dục. Cũng tương tự như bạn không cần phải có lý do để không muốn ăn kem. Phần 3. Cho người ấy biết bạn chưa sẵn sàng. 1. Giải thích rằng bạn không muốn quan hệ tình dục, lý do vì sao và ranh giới của bạn. Bằng cách này, người bạn yêu sẽ hiểu rõ ranh giới của bạn và lý do bạn lựa chọn như vậy. Nếu bạn gần gũi về mặt thể chất và có cảm giác mọi chuyện đang tiến quá xa, bạn nên nói theo kiểu mọi chuyện đang đi quá nhanh, chúng ta nên chậm lại. Em chưa sẵn sàng cho điều này. Nếu cả hai đang ở cùng nhau nhưng không đang gần gũi về mặt thể chất, bạn có thể nói em rất thích ở bên anh. Anh thấy đó, chúng ta không cần phải quan hệ tình dục để khoảng thời gian ở cùng nhau trở nên đặc biệt. Em chưa sẵn sàng để quan hệ và em thích mọi chuyện vẫn giữ nguyên như thế này. Nếu bạn đang trò chuyện qua điện thoại, bạn có thể nói em không muốn quan hệ ngay lúc này. Em chưa sẵn sàng, em không cần phải quan hệ với anh để cho thấy rằng em quan tâm đến anh. Tình dục không nhất thiết có nghĩa là từ chối mọi hành động gần gũi khác. Vẫn còn nhiều cách để chứng tỏ sự quan tâm của em. 2. Trình bày cảm giác và khao khát của bạn với đối phương. Bằng cách này, người bạn yêu sẽ không phỏng đoán về lý do vì sao bạn không muốn quan hệ. Giao tiếp tốt sẽ nuôi dưỡng sự thân mật và sự an toàn về mặt tình cảm. Bạn cần phải trở nên cởi mở và trung thực với người ấy, trừ khi hành động này sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi phải trò chuyện với người ấy về tình dục, thì đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn không nên thực hiện hành vi này. Cho người bạn yêu biết điều bạn muốn cũng như không muốn. Phương pháp này sẽ giúp họ biết rõ cách bạn muốn gần gũi, mặc dù bạn sẽ có khá nhiều lý do vì sao bạn không muốn quan hệ tình dục, như sợ mang thai hoặc không muốn phản bội niềm tin đạo đức và hoặc tôn giáo của bạn. Đừng đánh giá thấp câu nói em chưa sẵn sàng. 3. Đánh giá phản ứng của anh ấy để hiểu rõ hơn về mối quan hệ tình cảm của bạn. Lắng nghe điều anh ấy nói vì bạn sẽ thấu hiểu con người, cảm giác và động cơ của anh ấy nhiều hơn. Bạn nên chờ cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc để bắt đầu suy nghĩ về lời nói của người ấy. Bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để xử lý cảm giác của mình về vấn đề này. 4. Xác định loại phản ứng mà bạn sẵn sàng chấp nhận từ phía đối phương. Người thật sự tôn trọng bạn cũng sẽ tôn trọng ranh giới của bạn đối với khía cạnh tình dục cũng như các sở thích khác. Tuy nhiên, nếu bạn không thể chấp nhận kiểu hồi đáp của người bạn yêu, bạn cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ và có thể bạn nên rời bỏ anh ấy. Tình dục rất mạnh mẽ nhưng nó không nhất thiết phải đem lại sự gần gũi về mặt tình cảm. Nền tảng của sự gắn bó trong tình cảm là niềm tin, lòng tôn trọng và giao tiếp tốt. Nếu người đó phản ứng một cách tích cực và tôn trọng điều bạn muốn và không muốn, thì đây là dấu hiệu tốt. Bạn đang trên đường xây dựng mối quan hệ lành mạnh với người đó. Mặt khác, nếu anh ta thiếu tôn trọng, cố gắng thao túng bạn, hoặc nếu anh ấy không ngừng gây áp lực cho bạn về việc quan hệ, đây là dấu hiệu cho thấy anh ta quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu của bản thân hơn là tham gia vào mối quan hệ cân bằng, lành mạnh. Bạn cần phải tìm hiểu thêm về yếu tố mà bạn nên tìm kiếm ở người bạn yêu. Đồng thời, bạn cũng cần phải biết rõ định nghĩa của mối quan hệ lành mạnh.
5. Tách bản thân khỏi tình huống nếu bạn cảm thấy không an toàn, không cho phép đối phương dồn ép, bắt nạt hoặc thao túng bạn. Nếu bạn có cảm giác như thể người ấy sẽ xâm phạm ranh giới của bạn hoặc hãm hại bạn theo cách nào đó, bạn nên thoát khỏi tình huống và tìm đến nơi an toàn ngay lập tức. Hãy tin tưởng vào bản năng của mình. Nếu bạn cảm thấy không an toàn với người bạn yêu, sau đây là một vài lời khuyên dành cho bạn. Chỉ nên gặp anh ấy tại nơi công cộng, bảo đảm rằng bạn không bị theo dõi, nhờ bạn bè hoặc người thân mà bạn tin tưởng giúp đỡ, sở hữu kế hoạch an toàn. Phần 4. Duy trì sự an toàn và hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm. 1. Hiểu rõ yếu tố hình thành mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh. Mối quan hệ lành mạnh sẽ tôn trọng ranh giới của cả hai. Người bạn yêu sẽ lắng nghe bạn mà không chỉ trích, và anh ấy sẽ ủng hộ bạn. Mặt khác, ép buộc bạn với quan hệ tình dục sẽ là dấu hiệu của mối quan hệ bạo hành. Người ấy sẽ cho bạn biết phải làm gì mà không cân nhắc cảm giác của bạn. Bạn nên tham khảo thêm về dấu hiệu cảnh báo bạo hành để có thể xác định xem liệu bạn có đang trong tình huống không an toàn hoặc bạo hành hay không. 2. Rèn luyện cách thiết lập ranh giới lành mạnh trong mọi lĩnh vực, không chỉ riêng tình dục. Sự thân mật đến từ lòng tôn trọng, và tôn trọng xuất phát từ việc kính trọng ranh giới của nhau, cho dù là bạn có đồng ý với chúng hay không. Bạn nên nhớ rằng bạn luôn là người quyết định yếu tố bạn muốn chia sẻ với người bạn yêu. Chỉ nên duy trì mối quan hệ mà trong đó ranh giới của bạn được tôn trọng, và hãy nhớ bảo đảm rằng bạn đang trong mối quan hệ luôn có sự đồng ý của cả hai. Còn rất nhiều người khác trên thế giới tôn trọng nhu cầu và ranh giới của bạn, mà bạn có thể thiết lập mối quan hệ thân mật với họ. Đây là những mối quan hệ xứng đáng được nuôi dưỡng. 3. Chia tay an toàn. Nếu bạn lo lắng rằng người bạn yêu sẽ tức giận, bạo lực hoặc bạo hành, bạn nên cân nhắc chia tay với người đó qua điện thoại, email hoặc tin nhắn. Hành động này trông có vẻ khá vô cảm, nhưng đây là biện pháp duy nhất trong tình huống mà bạo hành có thể xảy ra. An toàn của bạn phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn trò chuyện trực tiếp với anh ta, bạn nên nhớ thực hiện điều này tại nơi công cộng. 4. Không cần vội vã và hãy chờ đợi cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng để quan hệ. Có khá nhiều cách thức để gần gũi với một người nào đó, và tình dục chỉ là một trong số đó. Tình dục có thể chờ đợi và tiến hành vào thời điểm phù hợp với bạn. Bạn nên ăn mừng lựa chọn chờ đợi của mình, tận hưởng hoạt động bạn chọn, và biết rõ rằng bạn chính là người quyết định thời điểm bạn muốn quan hệ. Lời khuyên, biện pháp này cũng áp dụng cho nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới. Nữ giới cũng có khả năng ép buộc nam giới quan hệ tình dục khi anh ta chưa sẵn sàng. Đừng ngần ngại khi phải đứng lên bảo vệ chính mình. Cảnh báo, tin tưởng ở trực giác của bạn. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi hoặc không thoải mái với một người nào đó, bạn nên tránh xa họ và tìm cách để giữ an toàn cho bản thân. Không có nghĩa là không. Nếu đối phương không hiểu điều này, hãy tránh xa họ. Cần hiểu rõ rằng cưỡng bức là khi người khác ép buộc bạn phải quan hệ tình dục, cho dù bạn đang trong mối quan hệ tình cảm gắn bó hoặc chỉ đang hẹn hò lần đầu tiên. Nếu bạn đã bị cưỡng bức, bạn cần phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức để được chăm sóc. Bạn cũng có thể gọi điện thoại cho 113 hoặc dịch vụ hỗ trợ tấn công tình dục khác trong khu vực